Hôm nay chúng ta sẽ ghép bức hình với cô dâu chúng ta đây, và các bạn sẽ thấy là mình sử dụng những công cụ nào cho cái bài tập này. Như vậy trong bài tập này chúng ta thấy là chúng ta sẽ có nên, bởi vì cái người ta cho đây là một cái bông hoa có nền đen phía sau, nhưng mà cái mà chúng ta được nhìn hiện nay là có nền xanh trắng. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng để tô màu chuyển sắc là một. Cái thứ hai chúng ta cho nó hòa trộn vô cái hoa hồng. Như vậy với cái hòa trộn này thì các bạn nghĩ là mình nên dùng công cụ gì? À đúng rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái layer mask để chúng ta cho ẩn cái phần nền xanh đi, nó hiện cái phần nền của hoa hồng lên. Sau đấy thì các bạn cắt ghép cô dâu vào, và vấn đề là các bạn làm sao để cho nó ẩn phía chân của cô dâu vô cánh hoa. Rồi đó là những công đoạn mà chúng ta đã học ở những bài trước chúng ta có thể làm được, và trong ngày hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng thêm một cái công cụ mới, đó là chúng ta sẽ dùng vát, chúng ta vẽ cái đường biên này đó, và dùng vát vẽ đường biên thứ hai. Vậy chúng ta bắt đầu bài tập nhé. Container để các bạn tạo mới một cái file, và chúng ta chọn là cùng kiểu với lại kích thước rồi độ phân giải cũng như hệ màu so với lại cái file final, và đơn giản là chúng ta sẽ lấy bông hồng qua một, và các bạn Ctrl A, Ctrl C hoặc là các bạn có thể dùng công cụ mu, các bạn kéo cái hoa hồng qua đây đó. Nếu mà mình Ctrl V thì nó tự kênh giữa cho mình, còn kéo hoa hồng qua nhiều khi mình phải kênh, nhiều khi nó lại lâu hơn đấy. Rồi chúng ta sẽ tạo một layer mới để tạo hình nền nè. Nền nếu mà chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ lấy lại cái màu nền của cái này luôn, nền, và cái nền kia thì nó là màu trắng đó, nền kia là các bạn lấy màu trắng nha. Đó, xanh xanh nhạt. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu gradient và chọn màu kiểu đầu tiên, chúng ta tô từ trên tô xuống, nhớ nhấn shift nha. Rồi như vậy chúng ta thấy là nó che hết cái hoa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn layer mask và chúng ta sẽ tô màu, và chọn kiểu tô là kiểu thứ hai, chọn kiểu tô là kiểu thứ hai. Chúng ta sẽ tô màu đen ở dưới, màu trắng ở trên. Đấy, như vậy các bạn thấy là nó đã hòa trộn vô. Bây giờ chúng ta thử lấy cái ảnh này và ảnh final, chúng ta xem thử hai cái ảnh nó có giống nhau hay chưa. Đó, chúng ta chọn cho nó bằng nhau tí xíu. Ok, như vậy là cũng tương đối nha, đúng không nào? Đây, cũng tương đối. Chúng ta có thể là mở cái mắt xích này ra, Ctrl T để chúng ta kéo cái này lên cho cái màu trắng nó lên tí xíu, nó trắng hơn, chỗ này trắng hơn nè. Đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái phần nền. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đưa cái cô dâu qua. Đưa cô dâu. Và đối với lại cái cô dâu này nè thì có rất là nhiều cách để chúng ta cắt. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn cắt đơn giản thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn làm cho nó đẹp thì các bạn sẽ phải làm cắt tỉ mỉ hơn nhé. Còn thầy sẽ cắt cho nó nhanh để hướng dẫn cho các bạn. Thầy sử dụng công cụ là select bằng cách là quick select thì chọn cô dâu, chọn ra nó sẽ tự động nó chọn nguyên cả cái váy nè. Chọn ha, các bạn chọn quick select. Như vậy khi bạn quick select ở đây nó sẽ chọn luôn cái vùng ở bên ngoài này nó dư nè, tí nữa mình sẽ tính sau. Zoom lớn lên, zoom lớn, và bạn nhớ bạn tắt tiếng Việt để chọn cho công cụ này nó nhỏ lại bằng phím đóng ngoặc nhọn. Rồi các bạn cộng thêm cái vùng chọn này vô, cộng thêm vùng chọn vô. Như vậy chúng ta đã thiếu ở trên này tí xíu nữa. Ok, thiếu cái vai đây. Rồi thiếu tóc ở trên.
Rồi, các bạn sẽ trừ cái phần dư đi. Bây giờ chúng ta dùng công cụ vẽ đi để chúng ta trừ cái phần dư. Nhớ nhấn phím Alt+Tab nha. Rồi, chúng ta trừ phần dư. Đây dư nữa nè. Rồi, phía dưới này dư tiếp đúng không nào? Nhấn phím Alt+Tab vào. Ra đến ngoài này luôn nha. Rồi, xong. Xem thử là đã được chưa? Đây, còn phần dư nữa nè. Nhấn phím Alt+Tab xuống. Rồi, chúng ta đã chọn xong phần cô dâu. Ctrl C, Ctrl V, các bạn đưa qua đây. Cô dâu lớn quá, chúng ta nhấn Ctrl T để kéo nhỏ lại nha. Và nhớ ở đây các bạn nhấn Shift và nhấn Alt+Tab. Nhấn Shift là để cho nó đều, còn nhấn Alt+Tab để chúng ta kéo cho nó nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta xem thử là hai bức ảnh này cô dâu đứng ở đâu đây. Được chưa, còn lớn quá. Ctrl T cho nhỏ xuống tí nữa. Đấy, cô dâu. Ok. Được chưa? Rồi, và chúng ta cho cô dâu ẩn vô bên trong. Ẩn vô bên trong cái hoa. Như vậy muốn ẩn được như thế này á, thì có phải là chúng ta phải dùng mặt nạ không nào? À, các bạn nhớ là dùng mặt nạ nhé. Và chúng ta sẽ ép mặt nạ trước đi, để tí nữa chúng ta làm cho nó dễ. Và chúng ta tắt layer cô dâu đi. Và chúng ta vẽ cái vùng tròn nè. Vẽ vùng tròn. Đó, theo cái cánh hoa nha. Rồi, đây là vùng tròn. Bây giờ các bạn chú ý nè, chỗ này rất quan trọng để cho cái hình của chúng ta nó đẹp. Bây giờ phía chân của cô dâu mất đi, có phải là chúng ta tô màu đen cho layer không? À, xin lỗi, tô màu đen cho mặt nạ không? Rồi, các bạn nhấn Alt+Tab Delete. Wow, đã che được rồi. Nhưng mà chuyện gì? À, các bạn thấy đường biên nè. Biên nó bị gãy, chúng ta gọi là gãy đó. Là từ màu đỏ sang màu trắng của cái váy cô dâu. Nó rất là rõ. Bây giờ bên này thì nó lại mờ. Vậy chúng ta nghĩ đến cái gì nào? Chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc là trước khi chúng ta tô màu, chúng ta nhấn Shift F6 để chọn feather cho nó. Ok, và bây giờ chúng ta lại tô màu. Wow, đẹp rồi. Thấy chưa nào? Đó, như vậy thì các bạn thấy là công việc rất đơn giản mà chúng ta đã làm xong. Với những cái phần công cụ mà chúng ta đã học ở bài trước thì chúng ta làm ok rồi. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một công cụ gọi là công cụ tạo đường vector để vẽ hai cái đường này. Và chúng ta chọn công cụ đó là công cụ Pen. Pen để các bạn tạo ra một cái đường gọi là path. Path đường dẫn nha. Bây giờ bên này chúng ta chưa có gì cả. Các bạn sẽ đặt con cỏ ở đây. Đó là nó bắt đầu xuất hiện một cái path mới nè. Và vẽ qua bên này đến một đường thẳng. Như vậy các bạn chỉ cần đặt con cỏ ở bất kỳ điểm nào trên cái đường nằm thẳng đứng này. Bạn muốn cho chỗ này nó dừng lại thì bạn nhấn Shift và bạn đặt con cỏ ở đây. Là tự động nó vẽ ngang qua từ đây đến đây. Nó không xiên xuống nha, nhớ nhấn Shift. Rồi ở dưới này chúng ta vẽ xuống. Như vậy chúng ta có được đường thứ nhất. Đường thứ nhất. Bây giờ đường thứ hai, chúng ta nêu một cái đường thứ hai. Đường thứ nhất nè, đường thứ hai. Đường thứ hai thì nó sẽ xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đây, xuất phát từ đây. Đó, để cho nó đi xuống đến phía dưới luôn. Xuất phát từ đây. Các bạn nhớ là chọn đường thứ hai, xuất phát từ đây. Và các bạn chọn sát dưới, chọn qua đến đây. Và chọn lên. Nhớ nhấn Shift nha. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được cái đường thứ hai. Đường thứ nhất, đường thứ hai. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tạo ra một cái layer mới để chứa cái đường màu đỏ. Cái đường path này nó không có tác dụng lên cái file ảnh tổng cục của chúng ta, mà nó chỉ có là làm một cái đường dẫn để mình làm một công việc khác thôi. Như vậy cái công việc khác của mình đó là gì? Bây giờ bạn sẽ chọn cho thầy nét vẽ nè. Nét vẽ. Hôm trước chúng ta đã chọn nét vẽ tròn rồi.
Bây giờ mình sẽ chọn qua nét vẽ hình vuông. Trong này có không? Không có. Đây, lót ra nha. Lót ra. Đây, hình vuông đây rồi. Và nhớ là chọn hết bánh, chứ không có được chọn OK. OK là mất hết các cái nét vẽ cũ. Rồi, nó cập nhật nét vẽ mới cho mình rồi. Bây giờ các bạn sẽ chọn nét vẽ đó khoảng 3 đi, xem thử thế nào. Màu gì? Màu đỏ. Chọn màu đỏ. Đỏ thắm luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn đây. Mình chắc chắn là mình đang đứng ở layer 4 nè. Là layer trắng, chưa có gì cả, mình mới tạo. Và mình chọn bát. Mình chọn cái nào trước cũng được. Ví dụ cái này, click chuột phải. Chọn stop bát. Nhớ nha, stop bát. Rồi chọn là cọ vẽ. Lúc nãy là mình đang dùng cái cọ cọ vẽ. Đây, cọ vẽ nè. Mình đang dùng cọ vẽ. Rồi stop bát. Cọ vẽ. OK. Mờ vậy. Đúng rồi. Cọ vẽ của mình lúc nãy mình đang chọn ở đây chỉ có 26% thôi. Cho lên 100% nha. Stop bát. OK. Đẹp rồi. Bây giờ lúc nãy mình chọn là 3 pixel, hơi lớn phải không? Mình có thể chọn lại bằng cách giảm xuống còn 2 pixel thôi. Xem thử thế nào nhé. Click chuột phải, stop path. OK. Đấy, như vậy đường của chúng ta có vẻ như là hợp lý hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một layer mới nữa để tạo cái đường path bên này. Và chúng ta chọn cái path 1 này nè. Click chuột phải cũng stop path. OK, là chúng ta có hai đường. Nhưng mà đường 1 này chúng ta thấy là cắt đi. Chúng ta thấy là nó chỉ đến đây là hết rồi. Đến đây hết rồi. Thì chúng ta làm gì nhỉ? Đúng rồi. Chúng ta sẽ tạo mặt nạ cho layer 4. Và đơn giản là Radiant tô màu từ dưới lên. Chỉ vậy thôi. Đúng không? Đơn giản. Chúng ta chỉ cần tô màu từ dưới lên là nó mờ rồi. Rồi chúng ta có được cái đường đỏ đầu tiên. Cái đường đỏ thứ hai, đường đỏ thứ hai thì khó hơn nè. Nó sẽ mờ ở trên, mờ ở dưới, mờ ở giữa lại không mờ. Vậy ở giữa mặt nạ màu gì? Mặt nạ màu trắng. Phía trên màu đen, phía dưới màu đen. OK, vậy thì chúng ta lại ép mặt nạ và chúng ta chọn tô màu. Bây giờ chúng ta không chọn kiểu này nữa mà chúng ta chọn kiểu đầu tiên và lại chọn kiểu tiếp theo nữa là tô màu theo kiểu là dạng hình trụ này. Mình tô thử ha, nếu không được thì mình đảo màu lại nó sẽ được. Nó bị ngược rồi, thấy không? Ở giữa đen nè, hai bên trắng. Lúc nãy mình nói là ở giữa trắng, vậy đảo lại giữa trắng, hai bên đen. Được chưa nào? Như vậy mình kéo mình thả sớm quá. Thành ra ví dụ như ở đây thì ngay tại vị trí này là nó đen hoàn toàn, cho nên nó che cái viền dưới luôn. Bây giờ mình kéo xuống, nhưng mà mình kéo qua luôn. Kéo qua tí nữa, qua sâu tí nữa. Các bạn thấy là nó mờ mờ ít hơn. Và mình chọn ở dưới này, kéo qua sâu tí. Đấy, các bạn thấy là gì? Là cái đường của chúng ta nó còn nè. Đường của chúng ta nó còn. Được chưa? Đấy, còn lúc nãy mà cái ở phía dưới này, cái layer 2 các bạn thấy chỗ này nó hơi trắng trắng nè. Có thể là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ Ctrl T cho cái layer này. OK đi. Cái màu trắng, màu đen dưới này đen hoàn toàn. Chúng ta sẽ tô thêm màu trắng vào. Tô thêm màu trắng vào để mình lấy lại cái nền. Lấy lại cái nền trắng. Đúng rồi, mình lấy lại cái nền trắng. Tô màu trắng vào. Tô màu trắng vào mặt nạ nha. Rồi tô giảm xuống. Giảm xuống. Đúng rồi, bây giờ mình giảm xuống nữa. Giảm xuống. Tô màu
trắng. Các bạn thấy là màu trắng dưới đầu nó bắt đầu xuất hiện đó. Chọn là opacity giảm hơn tí đó, được chưa? Như vậy thì tùy chúng ta muốn cho nó hiển thị lại thì chúng ta chọn màu trắng. Và cơ bản bây giờ các bạn đã thấy là với bức hình mà chúng ta đang thiết kế ở đây, thì với bức hình gốc các bạn thấy là chúng ta đã thiết kế gần như là giống với bức hình gốc. Thì hy vọng là với bài tập này các bạn sẽ thực hiện được cái nhu cầu của mình trong cái những cái bài tập của các bạn. Bây giờ chỉ còn có cô dâu nè, các bạn thấy cô dâu ở đây nó hơi thấp, cô dâu đây cao, thì chúng ta chỉnh lại cô dâu tí xíu bằng cách là tắt cái liên kết đi, nhấn chuột T, chúng ta cho cô dâu nhỏ xuống một tí, kéo qua, đó, được chưa nào? Ok, vậy là chúng ta xong nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.